Rồi, dạ, em xin được chào toàn thể mọi người. Rồi đây. Em này có mấy sợi dây điện, mấy dây 3 mét với 5 mét. Rồi, này có cái tô vít này. Vít thổ lô, vít gỗ. Rồi đây có cái thùng đồ nghề rất đẹp đấy. Còn như mới luôn ạ. Còn để đặt hàng thì xin liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747 hoặc số 0906 026 499. Về phần giao dịch thì với những đơn hàng nào mà chuyển khoản trước thì em sẽ bao ship, còn những đơn hàng không chuyển đổi nhận hàng với trả tiền là ship ship code đó, thì em chỉ hỗ trợ thêm phần phí ship thôi. Rồi, xin đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên là dây điện. Dây điện phích cắm. Đây. Đầu tiên là số 1, 2, 3, 4 là 4 sợi dây điện. Số 1, 2, 3 là, đây là dây điện 3 mét. Đó, dây số 4 là nó 5 mét. Dây nó thì cái đầu cắm này là xoay được. Đây, phích cắm nó xoay được 180 độ. Nó phích dẹp hết ạ, phích dẹp ổ cắm, ổ cắm dẹp đây này, nó có hai ba lỗ, ba ổ cắm đây, nhãn hiệu này đây xịn nỏ, cái dòng nó là 15 ampe, 15 ampe made in Japan, sẽ nào cũng made in Japan. Đây, mới tin ra vào. Này, mới tin ra vào. Đấy, cũng 15 A hết. Rồi, số 1, số 2, số 3. Nó là 3 sợi dây này, nó 3 mét. Hai sợi số 3, số 2, số 3 thì nó đây, cái phích cắm nó có 3 lỗ, 4 lỗ. Phích nó 4 lỗ. Đây số 3 nó dây nó màu xanh xanh nhỉ. Dây phích cắm màu xanh xanh. Đó, số 1, số 2, số 3 đồng giá là 100 nghìn. 100k. 3 mét, dây 3 mét. Cái số 4 này, dây này nó 5 mét. Sợi dây 5 mét, giá nó 150. Này xin nào. Này ở phích này. Đây, mới tìm ra vàng trên phích nhé. Số 4 150. Qua số 5 là cặp tô vít hollow, một cây của Vercel, một cây đâu, cây này của Anet, cây dấu cộng của Anet. Anet PS2, cộng 2 PS2 mũi dài 100. Cây này Hozan -6, -6 mũi dài 100 thôi. Còn chiều dài tổng thể nó là 20, 20 cm. À, cái cặp số 5 này giá là 140. À, 500. Năm cặp số 6. Cặp số 6 này của Vercel. Cho nó Vercel này. Để chị ra bằng.
Rồi, cặp này mũi nó dài 10 cm và chiều dài nó là 20. Ok. Này số 6 130. Và sang bộ số 7 ạ. Số 7 gồm có 5 cây tô vít đây. Nó cây tô vít ngắn này. Tô vít nâu này. Được rồi. Một cây dốc cộng BS1, BS2, BS3 và một cây này trừ 6. Đó. Hai cây này mũi nó dài 10 phân. 10 cm, cái này mũi dài 15 cm. Ok. Đó. Nhờ cái trừ 6. Đây, cái BH3 này, đầu BH3 này. Rồi, đầu BH2 này. BH2. BS1. Và cây này tô vít nôn này, cây này mũi nó BS2. Đây nó dài được 15 một phần 1,5 cm nữa. Cái này được 7 phần. Ở trên thân này có chữ đây, cây nào cũng có da vàng nhỏ đó, da vàng. Đây cây BN1 này, da vàng này. Đây BN3 da vàng. Da vàng. Cây này chữ đâu? Đây, chữ da vàng. Ok. À, bộ này 5 cây. Nó giá nó đây số 7 là 300. Số 8 là 3 cây tô vít gỗ, tô vít đóng này, đầu đóng. Một cây BS1, một cây BS2 và một cây trừ 6, mũi trừ 6. Trừ 6 này. À, cây BS2 này. Nè, BS1 đây. Tô vít của Vercel. Okay. Tô vít gỗ này thì đầu nó không có lăn trâu. Không có lăn trâu. À đây. À, này bộ số 8 ạ. Bộ số 8 này giá là 190 3 cây. À, chiều dài là 22. Cây BS1 là 18 cm. 8 190. Mấy cây số bộ số 7 đây, bộ số 7 làm châm. Nào, số bộ 7 làm châm nữa. Hai cây. À, bộ tô vít số 9 này. Số 9 gồm có 6 cây. Đó, dấu cộng là BS1, BS2 và BS3, dấu trừ trừ 4.5, trừ 6 và trừ 8. Ok. Và chiều dài cái này nó 29 cm, dài nhất 29 này. Ok, ngắn nhất nó là được 16 cm. 16 cm. Đó, đây 3 cây dấu cộng nữa. Các cái dấu cộng BS1 này. BS2 đây. Đây BS3. Rồi, 3 cây dấu trừ.
cái này trừ 8 này, cái này trừ 6, à, mũi này là trừ 4.5. Rồi bộ là 6 cây, giá là một số 9 là 320. Đủ bộ luôn ạ. Rồi bộ số 9 này, đây là bộ số 10, bộ số 10 là bộ điếu nục giác. Bộ điếu nục giác cán gỗ. Bộ này của vừa xèo ạ. Các số đó là từ 5.5. 5.5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Bộ từ 5.5 đến 10. 5.5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là 2, 4, 6 cây. Rồi về chiều dài đó. Đó, cây lớn nhất nó dài 25 cm. Cây nhỏ nhất đây là 21 cm. Để có vô xeo là thân. Bộ điếu nục giác này, đầu nục giác. Okay, bộ này là số 10, bộ số 10 320, 6 cây. Rồi giờ đây là bộ số 11, là bộ cờ lê miệng. Ok, cờ lê hai đầu miệng của tốp. Đó, một cây 8, 8, 9, này, 10, 12, 11, 13, 14, 17 và 17, 19. Đó này có 6 cây gồm các số là 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19. À, nó có hai số 17 chúng nhau. À, top này, số zip này. À, ok. Rồi. Rồi, còn đây phần miệng của nó. Đây. Đó, bộ này rất còn rất là đẹp nữa. Này số 11, 11 là 180. Bộ 6 cây, 2 5 cây, 2 4 5 cây. À, đây là số 12, 12 là bộ lề. Còn có 3 cây kìm của hojan, kìm điện hojan. Cây kìm nhọn, cây kìm cắt, cây kìm bằng, ba cây. Rồi ba cây này chiều dài nó cây 16.5, cây kìm cắt 16 cm, cây kìm bằng 19 cm.
Được. Ở số 12 này giá là 330, 3 cây 12. À, số 13. 13 là cây kim nguội của Victor. À, Victor rất dịn. Cho ra vào. Rồi cây này răng kẹp thì nó dạng cà rô đó, bánh cà rô. Rồi, cái này chiều dài nó là 18 năm, 18,5 cm. Ok, số 13, 106. À, số 14 là cây Fujiya, cây này Fujiya. Về chiều dài của nó là 19 cm. Số 14 này, 201. Ok. Này 14 201. À, số 15 là cây kìm bấm, à, kìm bấm Hàn của Kakuta đây. Kìm thì nó hoạt động giống cái bị kìm bấm chết kẹp vào chết. Okay. Đây thì ta điều chỉnh bằng cái nút vặn đây. Rồi cái này vặn hết nên nó được, nó mở được là 3 phân rưỡi, nó kẹp được 3 phân rưỡi, 35 ly. Ok. Này là số 15, 15 là 240. 21 cm. À, cây 16. À, Kakuta nó. À, cái này thì nó mở được đây cũng 35 cm. Ok, chỉnh vặn hết lên nó 35. À, chiều dài nó là 21 cm. Và cái loại này thì nó phải kẹp, nó phải có cái kẹp đây thì nó mới giữ được, không thả ra là nó mở ra không. Đó. Còn kẹp chặt dây đây thì là nó giữ được. Đó. Này vặn hết xuống kẹp chặt ra là nó bùng, nó cứng. Thì số 16, 16 240. Số 17. Này cái kìm chết đó. Kìm chết đây. Rồi cái này cũng của Kakuta nữa. Kakuta. Loại này thì cái miệng nó hai cái má đây, có lạnh giữa này. Điều chỉnh đây, nút đang điều chỉnh. Cái này chiều dài đây đó, đây đo phần đây nó 24 cm.
Rồi, cái này vào hết đây, vào hết nó kẹp được, còn nó còn hở từ này, hở cái đầu này nó là hai phần. Đó, với cái kẹp này thì nó có đây, nó có khoảng không ở giữa này, có kẹp có vướng cái cây gì thì nó vẫn kẹp được. Đó, có cái cây này nó mắc cái cây gì giữa thì nó vẫn kẹp hai bên này. À, này số 17 ạ, 17 270. À, số 18 mỏ lết răng cá. À, đang dạng con cá. Okay. Mà CC nó 250 mini. Rồi, đang còn rất bén luôn. Rồi, cái loại này nó mở từ 1,4 đến 1 inch. Rồi, cái loại này đây nó không vào khít được, nó mở là từ 1/4 đó, 1/4. Em đo trực tiếp đây. Đây từ 10. 10 tầm 12 ly. Rồi, trong này 12 ly. 10. Rồi, mở hết cỡ ra được tầm 32 ly. Rồi, sao nó không giống với số đây mày. Từ 12 đến 32 ở đây nó là từ 1/4 một. Đó, em đo trực tiếp đây rồi hai số, hai số. Rồi, cái số 18 này, 18 là 230. 19 là cây đây, mỏ lết thường của lót. À, cái này của hít hít 200 mini hít ra vàng. Rồi. Rồi, ok, còn cái miệng là 24 ly. Này số 19 á, 19 là 150. Rất là đẹp. À, 20. 20 của Lotter, à, 20 Lotter, nó cũng 200 mini luôn. 200 mini ra vàng. Rồi, đầu miệng còn ok. 24, 25 đi. À, số 20, 150. Số 21 của sân cây. Sân cây cũng 200 mini, 3 cây. À, này 3 cây và 200 mini ra vàng. À, số 21 150 3 cây 20 19 20 21 150 rồi. Rồi 22 cây cần tiếp này. Rồi, cây này của Mitoloy. Mitoloy ra vàng rồi, đầu nó 1/2, đầu 1/2. Chết qua trên này. Rồi, chiều dài đây nó 25. 25 thì rồi, thân còn sáng bóng luôn. Ok. Này số 22, 22 108. 23 cái cần tự động, cái cần nắp tự động.
nắp của Mitoloy nữa. Đây, da vàng này. Mitoloy, dấu zit. Rồi, đầu đây đầu 1 phần 2 nữa. Ok, đảo chiều. Rồi, đổ lơ đây, ok. Còn rất là cứng luôn. Cái này nó dài 20 năm ạ, 20 năm. Này số 23, 250. Ở đằng sau là có cái tiếp là 21, okay. Tiếp này 21. Bi ok, bi con này tốt. 24 là cây đuôi chuột 17, 19 ạ. 17, 19 của Super Gia Vàng. À, cái này còn rất là mới luôn, nó không có dấu đóng nào. À, cái này đuôi nó hơi cong chút. À, chiều dài nó là 231. 31. Còn lại tốt, ok. Rồi, đầu tư ok, không có gì hết. Lại số 24, 24.8. Rồi, số 25. Ở cái cần này của anh tốt. À, tốt này. Cần đa la, cái này tay gọi tay cầm quay tay cầm gấp được nữa. Tay xoay được. Ở cái tiếp đầu tiếp này là 12, đầu này là 21. Đây đầu có mũi nhọn, mũi nhọn. Rãnh đây là 10 ly, rãnh này là rãnh trong là 6 ly. Còn rãnh bên này nó là 10 13 ly. Đó, chiều dài cái này là 26 cm. Rồi số 25. 25.7. Rồi số 26 là combo 3 cái búa đó. Rồi, một búa bi. Một búa bi, búa nhọn, búa tròn. À, cái búa nhọn này của đầu trâu, đầu trâu. Cây cố bi OH. OH đầu này size 3/4. 3/4 yếu nhé. Cây OH. Cây đây dấu này. Logo nữa. Okay. À, với cân nặng nữa, cây nhỏ nhất là 260 g. Đó, cây tròn 260 g. Còn cây nhọn đây nó là 330 g. Cây vũ bi nó là 470 g. Rồi, số 26. 26, 283 cây. Rồi, số 27. Rồi, 27 cây búa bát giác này. Cái này thì nó cán sắt một đầu trâu rồi, đó kêu còn tem đầu búa nặng 1,1 kg, ký mốt đầu búa. Cái này cả cán là nó nặng 1,2 kg.
án dot view. Đây, made in Java. À, số 27. 27 là giá 250. Okay. Số 28 là cây búa đinh, cây này đó, cây búa đinh của đầu trâu đây. Okay, nó logo đầu trâu. À, cái này thì size lớn nhất này, chiều cao nó 15 năm, 15,5 cm. Rồi, nữa nhiều đây nha. À, của cả cán là nó nặng là 600 g. 600 g, số 28 là 190. Số 29 này, thông đồ nghề của Toyo. 29 này, Toyo made in Java. Quay sách. Còn đẹp nông này nha. Đấy, cái thùng này thì còn như mới luôn đấy. Okay. Đấy, cái thông số nó đây, chiều dài nó 37 này, 21 này, nhân 10 là 37, rộng 21, cao là 10 cm, nó nặng là 1,65 kg. Thùng rất là dày luôn. À, số 29 này giá là 370. Cái này chuyển khoản bao ship. À. Vâng, xin được kết thúc ở đây. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.